cô gái này đi xem mắt thay cho bạn thân. Cô tưởng người đó là một giám đốc vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, không ngờ lại là một tên mập tai to mặt lớn. Bạn thân cô còn dùng ảnh cô để làm ảnh đại diện. Tên mập thấy cô xinh đẹp như vậy thì muốn động chạm cô, khiến cô sợ tới mức làm đổ cà phê lên váy. Cô tranh thủ trốn vào nhà vệ sinh để kể lại mọi chuyện cho bạn thân. Hữu Nghi này, có chuyện gì vậy? Cái tên mà cậu yêu đương qua mạng dùng ảnh giả đấy, hắn ta cũng không có mở công ty đâu, khả năng cao là Phường lừa đảo rồi. Thật vậy à, cậu đợi ở đó tớ đến xem sao nhé. Cùng lúc đó, giám đốc tập đoàn nhà họ Phó đang đi xem mắt thì bị người ta bỏ thuốc. Khi nhận ra có chuyện bất thường, anh ta lập tức bỏ đi, không ngờ anh ta lại đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ. Cô gái vội vàng đến gần xem tình hình của anh. Hình như tôi bị người khác hãm hại, xe của tôi đang ở bên ngoài, phiền cô đưa tôi ra. Được, anh cố gắng nhịn chút nữa. Cô bạn thân đứng từ xa nhìn thấy Triệu Cẩm Nhất đỡ một người đàn ông vào chiếc xe sang, nhưng lúc này anh ta lại không chịu buông Triệu Cẩm Nhất ra. Triệu Cẩm Nhất, cô được lắm, hóa ra cô lừa tôi rằng người ta dùng ảnh giả để dụ dỗ bạn trai qua mạng của tôi. Đúng là mưu mô. Sau khi xong chuyện, Triệu Cẩm Nhất không kịp nhìn kỹ mặt của người đó, chỉ biết vội vàng chạy đi. Còn cô bạn thân đang nấp ở một bên đã nhân cơ hội đó lẻn vào xe, khiến Phó Tư Thần tưởng rằng cô gái vừa bên cạnh mình là cô ta, phải chịu trách nhiệm với cô ta. Duyên phận của hai người cũng đã được sắp đặt. Hôm sau, trên đường đi làm, Triệu Cẩm Nhất thấy một người đi xe máy đâm ngã một ông cụ. Cô tốt bụng đỡ ông cụ dậy, sau đó đưa ông cụ đến bệnh viện. Cô không biết rằng ông cụ mà cô vừa cứu chính là ông nội của người đàn ông đêm qua. Ông nội, anh ta là người mình gặp ở nhà hàng hôm qua mà. Ông nội, ông có sao không? Xin lỗi ông, con đến muộn rồi. Tư Thần à, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, đã đến lúc cưới vợ rồi. Ông nội à, ông đừng lo chuyện đó nữa, con còn chưa yêu đương bao giờ cơ mà. Wow, người đàn ông đẹp trai như thế này mà chưa yêu đương bao giờ ư? Con xem Nhất Nhất cũng được lắm. Ông quyết định rồi, Nhất Nhất sẽ là cháu dâu của nhà chúng ta. Ông nội, hợp đồng hôn nhân có thời hạn 1 năm, còn cho tôi 1 triệu tệ cơ à? Đúng vậy, cô đã cứu ông nội tôi, ông muốn chọn cô làm cháu dâu nhà họ Phó, vậy nên chỉ có thể làm thế này thôi. Hóa ra là vì tôi cứu ông nội, tôi còn tưởng, nhưng mà nếu có được 1 triệu tệ thì bệnh của bà nội sẽ được chữa. Được cưới thì cưới. Tư Thần, chúng ta chụp ảnh cưới đi. Tôi không thích chụp ảnh, cô đến công ty trước đi, tôi còn có việc. Này, rõ ràng là anh đang khá vui vẻ mà, sao anh không muốn cho cô Triệu biết vậy? Lắm miệng, 1 triệu tệ này vừa đủ để chữa bệnh cho bà nội Lưu. Nếu không có số tiền của bà nội Lưu thì mình đâu có học đại học nổi. Được rồi, giờ mẹ mang cơm qua cho con nhé. Những người có mẹ thật hạnh phúc. Gì cơ, con gái tôi từng ở trong trại trẻ mồ côi Lam Thiên ư? Cuối cùng tôi cũng sắp được đoàn tụ với đứa con gái đã thất lạc nhiều năm rồi. Ôi, nhà anh lớn thật đấy. Cô là ai, sao cô lại đi cùng chồng tôi? Chẳng lẽ mình lại là kẻ thứ ba hả? Cô là ai vậy? Anh Tư Thần, cô ta là ai vậy? Tư Tư, em đừng quấy nữa, anh vốn chỉ xem em là em gái thôi. Cô cười gì chứ, tôi không có được anh Tư Thần thì cô cũng đừng mơ. Tôi nói cho cô biết, anh Tư Thần đã có hôn ước rồi. Cô biết nhà họ Trịnh giàu nức tiếng đúng không? Cô cả của nhà họ Trịnh là Trịnh Tuyết Linh, chính là nữ đại gia nổi tiếng toàn thế giới đấy. Con gái của Trịnh Tuyết Linh đã bị thất lạc từ nhỏ, vậy nên hôn ước này coi như không tính. Đâu nhất định là thế, nghe nói gần đây nhà họ Trịnh có tin tức về cô con gái đó rồi. Chắc là lần này sẽ tìm được đấy. Cũng đúng, mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể so sánh được với những cô gái lá ngọc cành vàng chứ? Có một số người muốn trèo cao mà không biết tự nhìn lại bản thân, lại còn dám quấn lấy anh Tư Thần của tôi. Dù là nhà họ Trịnh cũng không động đến được Phó Tư Thần tôi đây. Tôi mà đã không muốn cưới thì ai cũng không ép tôi được. Em yêu à, chúng ta đi thôi. Cô xem đủ chưa? À ừ, ngại quá, từ bây giờ cô ở phòng này đi. Được. Alo, Cẩm Nhất à, có người đến nhận người thân này. Cô mang mẫu tóc và móng tay đến bệnh viện một chuyến nhé. Thật sao? Được thôi, không chừng lần này mình sẽ tìm lại được cha mẹ. Sao hôm nay Hữu Nghi không tới vậy? Chúng tôi vào trại trẻ mồ côi cùng một ngày, lần nào đến nhận người thân chúng tôi cũng đi cùng nhau hết. À, cô Hữu Nghi đang trên đường đến đây. Tuổi tác và chiều cao của hai cô cũng xem nhau nhỉ. Nếu không làm xét nghiệm DNA thì tôi cũng không phân biệt được hai người mất. Cô đi đâu vậy? Mau về đi, viện trưởng này, tôi để mẫu thử của tôi ở đây nhé. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Được thôi. Hết cách rồi, lần này người tới đón cô ta là nhà họ Trịnh giàu nức tiếng. Năm đó cô ta đến đây có đeo một cái khóa trường mệnh. Khóa trường mệnh à? Anh xem đây là gì? Sao em lại có nó? Trước đây Triệu Cẩm Nhất từng cho em nhìn nó một lần, em thấy thích nên đã lén lấy nó đi, mà cô ta cũng không thèm đi tìm. Nếu đã có cái khóa trường mệnh này ở đây, vậy thì từ giờ em chính là con gái nhà họ Trịnh. Cái khóa có mang dấu hiệu của nhà họ Trịnh đấy. Ha ha ha. Hy vọng mình có thể tìm lại cha mẹ trong lần nhận người thân này. Ông nội à, nghe nói ông phải nằm viện, con lập tức bay từ nước ngoài về đấy. Được, ông không sao rồi, người này là... Cô ấy là vợ tôi. Cô đừng quên chúng ta còn có hợp đồng, cô không được cắm sừng tôi đâu đấy.
cậu kết hôn rồi ư? Vậy con gái nhà họ Trịnh thì sao? Con gái nhà họ Trịnh nào chứ? Tối nay là tiệc chào mừng con gái nhà họ Trịnh trở về đấy. Hay là đưa cả vợ cậu đi đi? Hả? Cô mà cũng dám đến mấy chỗ này à? Tới lại người như cô còn dám đến thì sao tôi lại không dám? Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Cô là ai? Tôi cần phải biết cơ à? Tư thần. Mấy người đang làm gì vậy? Xin lỗi chủ tịch Trịnh, tôi không cố ý, là cô ta cố tình chọc tức tôi. Vậy sao? Nhưng tôi chỉ thấy cô vô lễ với cô ấy mà thôi. Xin lỗi chủ tịch Trịnh, xin lỗi anh phó, tôi không cố ý thật mà. Mọi người tới đây tham gia tiệc nhà họ Trịnh thì cũng nên nể mặt chúng tôi mới phải, nếu không. Cháu à, cháu không sao chứ? Dạ không sao ạ, cháu đi sửa sang lại chút là được. Ở đây còn một chiếc váy dự tiệc, cháu thử xem nhé. Vâng. Khóa trưởng mệnh của mình. Sau lần Phương Hữu Nghi nhìn thấy khóa trưởng mệnh của mình thì nó cũng biến mất. Sao hôm nay nó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Cô gái này không biết rằng người trước mặt chính là mẹ ruột của mình. Đẹp quá đi, dáng của con gái gì cũng gần như cháu. Vì vậy những bộ mà dì mua cho nó cháu đều mặc vừa. Thật sự rất đẹp, dì có mắt nhìn thật đấy. Con gái dì mất tích mười mấy năm rồi, khó khăn lắm dì mới tìm thấy con bé. Dì chắc chắn sẽ mua cho nó những thứ tốt nhất. Con gái cô từng mất tích sao? Đúng thế, mẹ. Con bé đến rồi. Cẩm Nhất. Cẩm Nhất. Con bé đến rồi, mẹ, đây là bạn đại học của con Trịnh Cẩm Nhất. Đúng là trùng hợp thật. Cẩm Nhất à, mấy ngày nay tớ bận quá, không đến gặp cậu được. Cậu đã đến đây rồi, chúng ta phải chơi tới bên đó. Người ta là thiên kim tiểu thư Trịnh gia, cũng có hôn ước với Tư Thần ca. Giờ cô ấy quay lại rồi, lại vịt như cô, sợ là không thể trở thành Phượng Hoàng được rồi. Hóa ra chuyện hôn ước là thật. Vậy mình là Tiểu Tam, hay bạn thân mình Phương Ấu Nghi là Tiểu Tam? Chào mừng mọi người đến với buổi yến tiệc ngày hôm nay. Chủ nhân buổi tiệc hôm nay chính là thiên kim tiểu thư đã mất tích 20 năm qua của Trịnh gia. Mừng cô ấy trở lại. Tại sao mình lại giành bạn trai của bạn thân? Anh ở đâu? Mau tới cứu tôi. Sao cô lại uống nhiều thế? Được rồi, về đi. Tôi làm gì có nhà? Mẹ. Hình như con nhìn thấy mẹ rồi. Hóa ra cô phải chịu nhiều khó khăn như vậy. Cô ấy lại uống hết chai rượu Whiskey Islay mà mình yêu thích nhất. Anh đẹp trai thật đấy. Anh bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh. Cô ấy xem mình là người bồi rượu sao? Này, tỉnh táo lại đi. Anh xấu xa quá đấy. Tối nay anh ở lại phục vụ tôi đi. Trịnh Cẩm Nhất, mày thật sự giành bạn trai của bạn thân sao? Sao cô không thích tôi à? Hôm qua tôi uống say quá, tôi đã có người mình thích rồi. Anh quên chuyện hôm qua đi. Có người thích rồi sao? Cô ấy thích người khác rồi sao? Nhưng cảm giác hôm qua mà cô ấy mang tới rất quen thuộc, giống người tối hôm đó. Chẳng lẽ là cô ấy? Bác, lần này tới đây chủ yếu là để bàn bạc về hôn ước của gia đình hai bên. Con gái của tôi đã trở về rồi, chuyện hôn sự của gia đình chúng ta bác xem thế nào? Ha ha, trùng hợp là Tư Thần nhà ta vừa kết hôn 2 ngày trước. Bởi vì quá gấp nên không công khai. Kết hôn rồi sao? Ừ, tôi có thể hỏi là tiểu thư nhà nào không? Cũng không phải danh môn vọng tộc gì. Con bé đó lớn lên ở cô nhi viện, lẽ nào là Trịnh Cẩm Nhất? Ấy, Tư Thần con qua đây. Đây là con gái của dì Trịnh, tên là Tình Tình, giờ gọi là Phương Ấu Nghi. Vâng, sao lại là cô ấy? Là anh sao Tư Thần ca? Hai đứa con quen nhau sao? Vâng, lần trước con được một người đàn ông bị hạ thuốc ở trên đường. Vì để cứu anh ấy, con đã mất đi lần đầu của mình. Người đó tên Tư Thành ca. Ông, con có chuyện gấp, con đi trước nhé. Đứa cháu này, con gái Trịnh gia tôi không lo ế. Ấu Nghi, mẹ thấy chúng ta không cần hôn ước này nữa, được không? Sao cơ, hợp đồng hôn nhân? Vâng, vì bệnh của phó lão gia nên hai người họ mới kết hôn. Nhưng một năm sau họ sẽ ly hôn. Sao phải làm liều như vậy? Thảo nào không dám công khai. Cậu đi liên hệ với phó gia kêu Tình Tình đến đó thực tập. Vâng. Triệu Cẩm Nhất, tôi đã bị cậu nẫng tay trên rồi. Tại sao từ nhỏ đến lớn tôi đền không thể vượt qua cậu? Tiểu thư, mau uống sữa đi. Tôi không uống sữa bà không biết sao. Mau đổ đi. Đi ra.
Đại tiểu thư, con bé không uống sao? Cô ấy ngày nào cũng không uống, nhưng vì nghe lời dặn của đại tiểu thư nên ngày nào chúng tôi cũng mang sữa đến. Hồi nhỏ Tình Tình thích nhất là uống sữa, tại sao giờ lại không thèm động tới? Cậu đi điều tra cô nhi viện đi, xem mấy năm qua đại tiểu thư đã gặp phải chuyện gì. Vâng, có điều có một số chuyện. Nói đi, tiểu thư có một người bạn tên Triệu Cẩm Nhất khi ở cô nhi viện. Hai người họ đến cô nhi viện cùng một lúc, lần nào nhận người thân hai người họ cũng đi cùng nhau. Triệu Cẩm Nhất. Bà à, con đi đây, Nhất Nhất à, con bận như vậy, thế mà ngày nào cũng đến thăm ta. Con thấy đấy, y tá ở đây chăm sóc ta rất tốt. Có chuyện bà phải gọi cho con đấy. Được rồi, đi đi. Cháu Triệu. Dì muốn hỏi cháu chút chuyện, không dung nạp được lactose. Đúng vậy, từ hồi nhỏ ấu Nghi đã không uống được sữa bò rồi, uống vào sẽ tiêu chảy. Vậy nên hồi nhỏ cậu ấy toàn đưa sữa cho cháu uống, cháu thích uống sữa lắm. À cháu chị này, nghe nói cháu là bạn thân của ấu Nghi đúng không? Sau này cứ thường xuyên ghé nhà dì chơi nhé. Vâng ạ. Ôi, cháu quên mua hoa quả cho bà nội rồi. Hôm nay cảm ơn chủ tịch Trịnh đã mời cháu uống cà phê nhé. Cháu đi trước đây. Chủ tịch Trịnh, đã có kết quả xét nghiệm rồi, mời bà xem. Hóa ra đúng là tôi tìm nhầm người thật. A Chí này, cậu gọi Trịnh Cẩm Nhất đến nhà tôi một chuyến nhé. Vâng, tôi phải nghĩ xem nên công bố tin tức này như thế nào mới được. Thưa cô cả, Trịnh Cẩm Nhất đến rồi. Cẩm Nhất. Dì Trịnh, dì tìm cháu có chuyện gì vậy? Con đừng gọi ta là dì nữa. Hả, vậy cháu gọi dì là gì được ạ? Con nên gọi ta là... Dì Trịnh. Có chuyện gì vậy? Dì không sao chứ? Dì ơi, chị Hồng ơi, dì Trịnh ơi, chị Hồng. Dì Trịnh, chị Hồng mau qua đây đi. Dì ơi, dì Trịnh ơi, chị Hồng, chị mau qua đây. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Cô là ai? Sao cô lại ở nhà họ Trịnh chúng tôi? Có chuyện gì thế? Tôi là Trịnh Cẩm Nhất, dì Trịnh gọi tôi đến đây. Không biết vì sao mà dì ấy còn chưa nói hết câu thì đã qua đời rồi. Gọi A Chí tới đây, hỏi cậu ta xem rốt cuộc là có chuyện gì. Còn nữa, gọi cho nhà họ Phó đi, bảo bọn họ cũng qua đây một chuyến. Vâng. Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, mong ông nén bi thương. Tôi chỉ có một đứa em gái là nó thôi. Bao nhiêu năm qua nó đã chăm lo mọi việc cho cả nhà lẫn tập đoàn nhà họ Trịnh chúng tôi. Thế mà nó đi nhanh quá. Chị Hồng treo cổ tự vẫn rồi. Chị ta để lại một bức thư, trong đó nói rằng chị ta có thù với chủ tịch Trịnh nên đã bỏ thuốc độc hại chết bà ấy. Chị ta cũng sợ tội nên tự vẫn. Thế chủ tịch Trịnh gọi Nhất Nhất qua đây làm gì? Bà ấy muốn hỏi thăm về sở thích của cô chủ để tặng cô ấy món quà bất ngờ trong sinh nhật tới. Mẹ, là do con không tốt, con gái bất hiếu. Trịnh Cẩm Nhất, tôi sẽ dẫm nát cô dưới chân, khiến cô mãi mãi không thể trở mình. Cậu Phó Thư Thần có hôn ước với Tình Tình mà đúng không? Bây giờ cậu ta lại kết hôn với một cô gái khác, vậy thì còn gì là mặt mũi của nhà họ Trịnh tôi nữa. Cậu Phó Tư Thần đó tuy là người tài hiếm có nhưng cũng không dễ đối phó đâu. Nếu Tình Tình cưới cậu ta thì chưa biết ai mới là người chịu thiệt. Mà bây giờ em còn đang nghi ngờ đứa con mà em đón về không phải Tình Tình. Xem ra mình phải ra tay trước rồi. Sao cô lại tới đây? Tôi tới đây để bàn chuyện hợp tác với ông. Hợp tác gì? Ông vẫn luôn muốn làm người nắm quyền lớn nhất nhà họ Trịnh đúng không? Tôi có thể giúp ông loại bỏ chướng ngại vật lớn nhất. Cô đúng là không phải Tình Tình. Tôi có phải Tình Tình hay không không quan trọng. Quan trọng là tài sản của Trịnh Tuyết Linh đều nằm trong tay tôi. Sau này nhà họ Trịnh sẽ là của ông. Tôi cũng sẽ là đứa con duy nhất của ông. Ông bị khuyết tật ở chân nên không thể kết hôn sinh con đúng chứ? Cô yên tâm, sau này tôi sẽ đối xử với cô như con gái ruột. Chỉ cần ông giúp tôi gả cho Phó Tư Thần, tôi sẽ cho ông một nửa tài sản của nhà họ Trịnh. Quyết định như thế nhé. Ha 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 ha, con gái ngoan của ta. Xin lỗi, nếu không phải vì tôi có lẽ chủ tịch Trịnh sẽ không chết. Chuyện này không trách cô được, tôi đưa cô về nhà trước nhé. Chúng ta cứ nghỉ ngơi đã, Trịnh Cẩm Nhất tôi không việc gì phải gấp gáp cả. Sau này còn nhiều chuyện bất ngờ hơn đang chờ cô đó. Chẳng lẽ mình... Gì cơ, cô có thai rồi á? Đúng là tháng này tôi bị trễ kỳ khá lâu rồi. Mau phá đi. Cô biết mà, tôi giúp cô và Trịnh Diệu trừ khử Trịnh Tuyết Linh là đã phiền phức lắm rồi. Tôi không muốn rối mù lên vì chuyện này đâu. Cô biết rồi đấy, tôi là người đã có gia đình. Tôi ở bên anh lâu như vậy rồi, sao anh có thể nói những lời như thế được? Tôi nuôi cô ăn học là đã vất vả lắm rồi. Tôi nói cho cô biết, phần của tôi không được thiếu xu nào đâu đấy. Tôi biết rồi. Ngày mình có mang cái thai này cũng rất sát với tối hôm đó. Hay là... Hừ, đúng là nực cười. Người ta là con gái nhà họ Trịnh mà cậu không cưới. Cứ phải cưới một cô thực tập sinh lớn lên trong viện mồ côi. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, nhà họ Phó chúng ta sẽ mất đi không ít khách hàng đâu. Tất cả im lặng, không biết ai đã để lộ tin này ra ngoài.
Nhưng Tư Thần cưới Nhất Nhất rồi con gái nhà họ Trịnh mới quay về. Nếu Tư Thần ly hôn với Nhất Nhất rồi quay sang cưới cô Trịnh, vậy thì danh tiếng của tập đoàn nhà chúng ta còn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta liên hôn được với nhà họ Trịnh thì sẽ rất có lợi trong việc làm ăn. Cậu phó cũng không bàn bạc với chúng tôi chút nào mà đã đi lấy một cô gái mồ côi. Đủ rồi, tôi sẽ giải thích rõ với mọi người. Cẩm Nhất à, đây là đồng nghiệp mới của cô, Phương Ấu Nghi. Chào Cẩm Nhất. Ấu Nghi, sao cậu lại tới đây? Mình tới thực tập, ở nhà mình không rèn luyện được nên mới tới đây. Vậy sao, thế thì từ bây giờ chúng ta lại được ở gần nhau rồi. Đúng vậy, tớ còn mang quà cho cậu này. Hả? Ấu Nghi, cậu có thai rồi ư? Ừ, cậu đừng nói cho ai biết đấy. Kể cả Phó Tư Thần, tớ còn chưa quyết định được có nên giữ đứa bé này lại không. Ấu Nghi à, tớ và chủ tịch Phó chỉ có hợp đồng hôn nhân thôi. Một năm sau là hết hợp đồng rồi. Cậu cứ giữ đứa bé này lại đi. Không sao, dù sao thì tớ cũng là người đến sau. Và lại tớ cũng không biết người cậu thích chính là chủ tịch Phó. Đương nhiên không thể trách cậu được. Ấu Nghi, cậu cho tớ chút thời gian. Phó Tư Thần nhất định sẽ là của tôi. Á, tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Anh không sao chứ, sao cô lại bất cẩn vậy? Không sao đâu, chỉ là vết sưng nhỏ thôi. Không cần bôi thuốc đâu. Sao mấy hôm nay cô cứ tránh mặt tôi vậy? Vì tôi đã thích một người, mà anh cũng có hôn ước rồi. Tôi vốn không nên xuất hiện mới phải, mà người đó còn là bạn thân của tôi nữa. Tôi không thể cướp người yêu của bạn thân được. Nhưng cô là người đến trước mà, cô không làm gì sai cả. Tôi chỉ là một đứa mồ côi thôi. Tôi không thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp như Ấu Nghi. Lúc nào anh rảnh thì chúng ta đi ly hôn đi. Triệu Cẩm Nhất, hóa ra trong lòng cô vị trí của tôi chỉ đến thế thôi sao? Không quan trọng bằng bạn cô, cũng không quan trọng bằng thanh danh của cô. Kể cả phải chịu áp lực từ bên ngoài, tôi cũng không muốn ly hôn với cô. Tôi sẵn lòng để người khác mắng tôi là thằng tồi. Nhưng cô thì sao? Chúng ta vốn chỉ là người dưng thôi. Triệu Cẩm Nhất, cô dám quyến rũ Tư Thần ngay ở đây ư? Tôi sẽ cho tất cả mọi người một đáp án hài lòng. Nhưng tôi chắc chắn vẫn sẽ cưới cô. Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới bù. Triệu Cẩm Nhất, cô cứ đợi mà xem. Cẩm Nhất, cậu xem cái này đi. Sinh viên ưu tú đại học ca hẹn hò với chủ tịch tập đoàn nhà họ Phó. Đúng, là kẻ thứ ba đó. Đúng rồi đấy, cậu cả nhà họ Phó với tiểu thư nhà họ Trịnh có hôn ước rồi. Thế mà vẫn còn la liếm cơ, đúng là không biết xấu hổ. Triệu Cẩm Nhất, khách hàng trả hàng lại rồi kìa, cô đền bù tổn thất đi. Tại sao chứ? Bởi vì khách hàng không muốn để một kẻ thứ ba thiết kế sản phẩm cho họ. Kẻ thứ ba ư? Đúng rồi, cô đừng tưởng làm vậy là có thể làm vợ cả. Cô mà cũng đòi làm bà chủ nhà họ Phó á? Mọi người đừng nói như thế. Cẩm Nhất không biết chuyện giữa tôi và chủ tịch Phó. Không biết ư? Kẻ thứ ba nào mà chẳng bảo mình không biết. Mấy người làm gì vậy? Triệu Cẩm Nhất là người vợ hợp pháp đã đăng ký kết hôn với tôi ở cục dân chính. Để tôi xem sau này có ai còn dám nói cô ấy là kẻ thứ ba không. Xin lỗi. Cô bị đuổi việc. Tuần sau tôi và Triệu Cẩm Nhất sẽ chính thức làm lễ cưới. Nếu sau này mấy người còn nói cô ấy là kẻ thứ ba thì cút ra khỏi tập đoàn nhà họ Phó đi. Được rồi, bắt đầu hành động đi. Tôi đã lấy được tài liệu mật của tập đoàn nhà họ Phó rồi. Đối phó Triệu Cẩm Nhất là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô đúng là ngày càng thông minh. Giải quyết xong mối phiền phức lớn như Triệu Cẩm Nhất, chúng ta có thể dễ dàng lấy hết số tài sản đó. Anh nghĩ đẹp thật đấy. Giải quyết Triệu Cẩm Nhất xong là tôi có thể yên tâm gả cho Phó Tư Thần, trở thành bà chủ nhà họ Phó. Tại sao nhà báo lại biết được số tiền báo giá của chúng ta và công ty bất động sản Kim Lăng? Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ công ty có gián điệp. Đi điều tra Tần San Oan xem nhà báo nào đã làm lộ tin đó. Tôi muốn biết kết quả trong vòng một tuần. Rõ. Anh Tư Thần, em biết tin anh sắp kết hôn nên đã chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt đây. Chúc anh và Cẩm Nhất trăm năm hạnh phúc. Ấu Nghi, dạo này có nhiều chuyện xảy ra như thế mà cô vẫn tới chúc mừng tôi. Tôi thật sự rất vui. Không sao, em biết chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ai mà ngờ được một người mạnh mẽ như mẹ em lại. Ai rồi cũng phải nhìn về phía trước. Anh cũng chỉ nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ không phải là cưới em. Cẩm Nhất cũng là bạn thân nhất của em. Vậy nên em thật lòng chúc phúc cho hai người. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra em phải nói với tôi đầu tiên đấy. Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Được, để em suy nghĩ đã nhé. Khi nào nghĩ ra rồi em sẽ nói cho anh. Ừ. Anh Tư Thần, mẹ em vừa qua đời nên em không thể đến tham dự lễ cưới của anh được. Anh thông cảm cho em nhé. Chúc anh và Cẩm Nhất hạnh phúc mãi mãi. Chủ tịch ơi, không xong rồi, có người tới gây chuyện. Lễ cưới bị người ta chặn cửa rồi. Sao lại như thế? Tài liệu mật của công ty chúng ta bị lộ ra ngoài. Giá cổ phiếu xuống dốc không phanh, có cổ đông đã nhảy lầu tự sát rồi. Người nhà của họ mang ảnh thờ đến đây gây chuyện.
chồng tôi chết thảm quá, mau gọi phó tư thần ra đây cho tôi. Phó tư thần, phó tư thần, mọi người đến đây xem này, mau ra đây, phó tư thần, cậu ra đây. Phó tư thần, chúng tôi sắp chết đến nơi rồi, cậu còn có tâm trạng làm lễ cưới cơ à? Mau ra đây, gọi phó tư thần ra đây cho tôi, điều tra xem ai là người để lộ tin tức về lễ cưới hôm nay, không tra ra được thì cút đi cho khuất mắt tôi. Được, tôi biết rồi. Chủ tịch, chúng tôi đã tìm được nhà báo của Tần San Oan đã tiết lộ tài liệu rồi, việc làm loạn lễ cưới cũng là do họ làm. Lập tức mang qua đây gặp tôi. Vâng. Không ngờ ta sống đến từng này tuổi rồi mà còn có một đứa cháu dâu xinh xắn đáng yêu thế này. Ông nội, ông cứ cười con. Nhất nhất, chúc mừng cô. Cảm ơn anh nha Hứa Sơ Vũ, khi nào anh kết hôn, tôi nhất định sẽ tặng anh món quà tốt hơn thế này. Ai tiết lộ tin tức cho anh? Không ai cả, tôi tự chụp được. Khốn nạn, to gan thật đấy, dám chọc giận nhà họ Phó cơ à. Chủ tịch Phó chỉ cần nói một câu thôi là ngày mai cả nhà anh sẽ đi đời nhà ma. Tôi độc thân mà tôi không sợ. Con trai à, mấy người này là ai vậy? Báo cảnh sát đi con. Mấy người, tôi. Được thôi. Là Triệu Cẩm Nhất. Anh nói gì cơ? Đúng vậy, Triệu Cẩm Nhất bảo tôi truyền tin ra ngoài. Cô ta muốn gả vào nhà họ Phó. Ảnh chụp hai người hôn nhau cũng là do cô ta bảo bọn tôi chụp lén. Những tài liệu kinh doanh mật đó cũng là cô ta đưa cho tôi. Cô ấy muốn gả cho tôi thì việc gì phải bán đứng nhà họ Phó chứ? Bởi vì cô ta đã thông đồng với Hứa Sơ Vũ rồi. Cô ta muốn đá anh xuống khỏi cái ghế CEO. Chủ tịch Phó, anh tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi mà. Góc này đẹp không? Chụp vài tấm góc nghiêng nữa. Tư thần, anh thấy hôm nay tôi có xinh không? Á, phó tư thần, anh làm cái gì vậy? Đồ khốn nạn, cô mau cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Anh điên rồi hả? Tư thần, sao cháu lại làm vậy với Nhất Nhất? Hả, cháu không nhớ hôm nay là ngày vui của cháu ư? Hủy lễ cưới hôm nay đi. Gì cơ? Cháu, Ấu Nghi, cô không sao chứ? Anh tư thần, em vẫn không thể quên anh được. Em muốn tới gặp anh một lát. Anh không sao là tốt rồi. Ấu Nghi, sảy thai ư? Đúng vậy, cô Phương Ấu Nghi đã có thai được 2 tháng rồi. Lần này chúng tôi không giữ được đứa bé nữa rồi. 2 tháng trước, có lẽ là lần đó. Phó tư thần ơi là phó tư thần, mày làm cái gì vậy? Nhất Nhất, uống chút nước đi. Nhất Nhất này, ông nội tin cháu mà. Cháu bình tĩnh lại đi, ông và Sơ Vũ sẽ đi điều tra lại rõ ràng, chứng minh rằng cháu trong sạch. Mẹ ruột của cô là Trịnh Tuyết Linh, chị Hồng không phải thủ phạm thật sự. Nếu muốn biết nhiều hơn thì đến nơi này để gặp tôi. A Chí, A Chí, chính Phương Ấu Nghi là người trả thù cho Trịnh Tổng. Tôi nhất định phải điều tra sự thật để báo thù cho mẹ tôi. Tôi và ông nội sẽ giúp cô. Lừa đảo đều là lừa đảo. Tư thần, Trịnh Cẩm Nhất cô là đồ, cô còn xuất hiện ở đây nữa. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tôi mới là thiên kim tiểu thư Trịnh gia, là Phương Ấu Nghi vô khống cho tôi căn bản không làm ra những điều đó. Cô là thiên kim tiểu thư Trịnh gia, vậy tại sao Trịnh gia không tìm cô? Chỉ vì muốn vu khống cô nên Ấu Nghi sẽ lựa chọn hy sinh đứa con trong bụng mình sao? Đứa bé mất rồi sao? Cô biết có con sao? Trước kia cô luôn cố ý không nói cho tôi biết. Đúng, đứa trẻ là con tôi. Khi đó tôi bị hạ thuốc, không cẩn thận cùng cô ấy. Là Phương Ấu Nghi không cho tôi nói anh biết. Vậy tối đó anh thật sự, nhưng tại sao cô ấy lại mang thai? Tối hôm đó, tôi cũng cùng người đàn ông bị hạ thuốc. Cô đừng có lừa dối nữa được không? Không cảm thấy vô lý sao? Tôi không lừa anh, tôi nói đều là thật. Tôi thật sự, Trịnh Cẩm Nhất, sao cô lại mặt dày như vậy? Đuổi mãi không đi, nếu cô đã không muốn đi như vậy, vậy thì đừng trách tôi. Cút cho tôi. Ông nội,
Sao vậy con? Tư thần, anh ấy không tin con. Yên tâm đi, ông nội sẽ đòi lại công bằng cho con. Được rồi, ông nội sẽ đòi lại công bằng cho con. Tư thần ca. Ấu Nghi, em tỉnh lại rồi, sao em lại ngốc như vậy? Em đã mất mẹ, em không thể mất đi anh nữa. Nhưng, con em đã không còn rồi. Em xin lỗi, tư thần, đều do em, trước đây không nói anh biết. Vì em sợ, em cũng không biết xử lý đứa trẻ thế nào. Nếu như em đồng ý, anh sẽ thực hiện hôn ước của chúng ta. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa. Thật sao tư thần ca? Ta không đồng ý ông nội. Con đừng quên, con và Nhất Nhất là vợ chồng hợp pháp. Sao con có thể làm vậy được? Bây giờ Ấu Nghi đã bị thương rất nặng, con phải ở bên cô ấy. Vậy Nhất Nhất phải làm sao? Ai ở bên chăm sóc khi con bé bị tổn thương? Đấy là báo ứng của Trịnh Cẩm Nhất. Giờ tất cả chứng cứ đều chỉ vào cô ấy. Ông nội đừng quên, càng Tâm Cơ sẽ càng tỏ ra đáng thương. Tâm Cơ. Rốt cuộc ai là người Tâm Cơ vẫn chưa biết. Nếu như không có sự đồng ý của ta, con sẽ không được ly hôn với Nhất Nhất. Cô gái này không được bước chân vào nhà ta. Trước đây Trịnh Tổng từng lấy mẫu DNA trên thìa của Nhất Nhất. Bác sĩ làm giám nghiệm tên là Phùng Thiên. Sau đó báo cáo đã được đưa đến tay của Trịnh Tổng. Nhưng sau này đã không thấy nữa. Vì vậy chứng cứ duy nhất là ở trong tay bác sĩ tên Phùng Thiên đó. Đúng ạ, Phùng Thiên chắc chắn vẫn giữ bản kiểm tra đó. Ừm, được, giờ ta sẽ đưa cậu đi điều tra chứng cứ để giúp đỡ Nhất Nhất. Vâng, được đi thôi. Trời, viện trưởng đến tìm tôi, đúng là khách quý. Tôi đến đây không phải để nói chuyện với cậu. Phó Quang Minh đã điều tra đến cậu rồi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cậu phải rõ. Viện trưởng, tôi là bác sĩ, nhưng tôi thích làm kinh doanh hơn. Báo cáo nhỏ nhoi này xem ra rất quan trọng với bên ông nhỉ. Cậu muốn gì? Yêu cầu của tôi không hề cao. Chỉ cần ông đồng ý đưa bệnh viện Tây Giang của Trịnh gia cho tôi, có lẽ tôi sẽ giúp ông giấu chuyện này đi đó. Cái gì cậu, tôi không cho cậu bệnh viện Tây Giang được. Tôi cũng không nắm giữ quyền năng lớn như vậy. À, anh xem bản báo cáo này đi, để xem chức quyền có lớn hay không. Đây là báo cáo DNA của Trịnh Thiết Linh và Trịnh Cẩm Nhất sao? Đây chỉ là bản photo thôi, bản chính đều ở trong tay tôi. Vì vậy dù ông xé đi cũng vô dụng, tôi sẽ xem xét. Ấy, ngoài trừ vị trí viện trưởng, tôi còn muốn Phương Ấu Nghi. Cậu, không nhờ tôi thì sao cô ta có thể yên tâm để làm đại tiểu thư được? Ông nói xem, được tôi đồng ý, nhưng tôi nói cho cậu biết, là do Quang Minh và Trịnh Cẩm Nhất sai cậu làm. Ông thông minh đấy, được tôi đồng ý. Alo, Phó Quang Minh đã điều tra Phùng Thiên rồi, đến phòng khám Hy Minh. Vâng. Anh làm gì thế, bỏ tôi ra, tôi là người phụ nữ của Phó Tư Thần sẽ không bỏ qua cho anh đâu, tôi biết. Nếu phải trách, thì cô phải trách Phó Quang Minh và Trịnh Cẩm Nhất. Ai bảo cô đắc tội với Trịnh Cẩm Nhất, cướp người đàn ông của cô ta, đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Đúng rồi, tôi nói cô biết, chuyện Phó Quang Minh tìm bản báo cáo là giả, là tôi cố ý làm đấy, chính là vì để cô cắn câu. Vì vậy nếu muốn trách thì trách bọn chúng. Ấu Nghi, không sao là anh, Tư Thần ca, tại sao lại làm vậy với em? Tại sao bọn họ lại làm vậy với em? Bây giờ em thảm quá rồi, em không xứng với anh. Không sao đâu. Chuyện gì vậy? Hôm qua Ấu Nghi đến bệnh viện để thăm Trịnh Cẩm Nhất, nào ngờ lại trúng kế của người khác. Sau khi ngất đi, con bé đã bị Phùng Thiên làm nhục. Phó Tổng, nếu như không phải Trịnh Cẩm Nhất, Ấu Nghi sẽ không bị như vậy. Ấu Nghi nhà ta thật đáng thương. Tử cung của con bé hỏng rồi, giờ chỉ có thể cắt đi mà thôi, cả đời này sẽ không thể có con nữa. Phó Tư Thành, anh lại bị điên gì nữa? Đúng là tôi đã bị điên rồi đấy, nhưng cô còn ác độc hơn tôi. Cô dám ra lệnh cho Phùng Thiên làm vậy, lại phụ nữ như cô, sao có thể làm ra chuyện ác độc như vậy? Trong tim anh, tôi chỉ là một người phụ nữ xấu xa thôi đúng không? Tất cả điều xấu trên thế giới này đều là do Nhất Nhất tôi làm ra. Đúng, là tôi làm đó, là một mình tôi làm. Tôi hận cô ta, đáng lẽ cô ta nên chết đi mới phải. Mau đưa cô ta vào phòng mổ. Nếu Ấu Nghi đã mất tử cung thì cô ta cũng phải đền bằng chính tử cung của mình. Phó Tử Thần, anh điên rồi. Tôi điên sao? Nhưng tôi đã không bị cô cám dỗ, còn nỗi khổ của Ấu Nghi thì sao? Bị lấy đi tử cung là hình phạt tốt nhất với cô bây giờ rồi. Mau mang cô ta đi.
mấy người bỏ tôi ra. À. Phó Tử Thần, anh không có lương tâm. Lương tâm? Vậy cô có lương tâm với Phương Ấu Nhi không? Giờ cô ấy đã thành ra cái bộ dạng không ra người không ra quỷ như vậy rồi. Tôi làm như vậy với cô là có lương tâm lắm rồi. Nếu đã tỉnh lại, vậy thì mặc nó vào và đi đền tội đi. Tôi không có sức, tôi không đi được. Nếu không đi, tôi sẽ khiến cả đời này cô không thể nhìn thấy Hứa Sơ Dư. Phó Tổng, tôi thấy hạng mục Long Đình không có vấn đề gì, chỉ là tôi có yêu cầu nhỏ. Không sao, không sao đâu. Hy vọng chúng ta có thể tận hưởng cuộc vui hôm nay. Cầu xin anh. Được Giang Tổng nhìn chúng là may mắn của cô, phục vụ cho tốt vào. Bỏ tôi ra.